Mến chào cô chú anh chị em và các bạn. Chào mừng cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Món chay Huệ Hoàng Vlog. Hôm nay mình chia sẻ món cải thìa nấm kim châm xào tỏi sốt dầu hào. Nguyên liệu gồm có cải thìa nấm kim châm, gia vị nêm thì muối, đường, bột nêm chay, dầu hào, nước mắm chay, nước tương. Các bạn mà ăn chay tâm linh kiêng cử hành tỏi thì Diệu Huệ không bắt các bạn phải bỏ tỏi đâu nha. Còn các bạn ăn chay vì sức khỏe thì mình xào với tỏi sẽ thơm ngon hơn. Bây giờ mình bắt tay vào làm luôn. Mình chẻ đôi cái cây rau cải này ra để mình rửa cho nó sạch bên trong này ha các bạn ha. Với lại là mình dễ gấp nữa. Còn mình để nguyên cây á, mình xếp thì đẹp nhưng mà mình gấp nó khó. Đồng thời bên trong này nè, mình không có rửa được, trong mấy cái kẽ này nó đất không à. Mình phải cắt ra như vậy, rồi mình đem đi rửa. Mình rửa cải và nấm xong rồi, giờ mình nhắc nồi nước lên, mình cho vô đây một ít muối để trụng rau ha các bạn. Mình cho vô đây một ít dầu ăn nhằm mục đích để cho rau bóng và xanh rau. Rồi, nước sôi rồi mình thả cải vô đây, mình trụng. Ở bên đây thì Diệu Huệ chuẩn bị một cái chảo nóng rồi mình cho dầu vô. Dầu nóng rồi mình cho tỏi vô. Các bạn tụng qua nước sôi thì mình xào rau rất là xanh ha. Mình nêm nếm một ít bột nêm, một ít đường và một ít muối theo khẩu vị gia đình ha các bạn. Mình nêm nếm gia vị mình xào. Các bạn thấy cái cọng cải, cái lá nó teo như thế này là được các bạn ha. Mình xào lâu thì rau nó đen không ngon. Các bạn xếp rau ra dĩa ha. Mình dùng cái cây kẹp mình gấp nó dễ hơn các bạn ạ. Rồi mình xếp cái cải xong rồi mình đi xào cái nấm ha. Xào cái nấm và sốt nước sốt ha. Mình cho tỏi vô đây. Tỏi thơm rồi mình cho cái nấm kim châm vô. Các bạn lúc mà rửa nấm kim châm á, các bạn nhớ là đừng có làm nó lộn xộn, mình để sắp lớp như thế này ha. Nếu mà các bạn làm nhà hàng hay là mình làm quán ăn á, món ăn nó sẽ đẹp hơn. Rồi mình nêm lên đây một xíu gia vị theo khẩu vị gia đình. Cái nấm kim châm này rất là dễ chín và mình trở nấm mình để sắp lớp như thế này á các bạn. Mình trở qua trở lại như vậy đó. Rồi nấm cũng đã chín rồi mình tắt bếp. Rồi cái nấm này xong rồi mình cũng cho ra dĩa luôn ha. Rồi mình cho nấm ra dĩa xong mình dùng cái chảo này mình sốt dầu hào. Cái chảo mình mới xào nấm xong đó, mình cho xíu nước tương vô, một xíu nước mắm, muối, đường, bột nêm theo khẩu vị gia đình. Và các bạn sốt nước sốt vừa phải ha. Tự vì cái rau cải mình cũng đã vừa ăn rồi. Và đây là dầu hào là điểm nhấn. Tráng cái chén dầu hào luôn. Rồi cái nước sốt của mình cũng đã xong, mình tắt bếp. Mình trút ra đây một miếng dầu hào. Bạn nào thích chấm thì chấm thêm ha. Cô chú anh chị em và các bạn thấy Diệu Huệ chia sẻ các món ăn chay ngon, sáng tạo hay thì tặng cho Diệu Huệ like, bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo các video mới tiếp theo, đón xem nhiều món ăn chay ngon hơn nữa. Rồi nước sốt này mình chan lên trên cái nấm. Nấm hồi nãy thì Diệu Huệ xào khá lạc nên mình chan lên. Mình dùng cái chén nước sốt hồi nãy mình chan vào mấy cái gốc rau này để cho nó thấm gia vị ha các bạn. Nó thấm cái nước sốt này nè, nó sẽ thơm ngon hơn. Và món ăn chay tuy rằng là rau nhưng mà rất là đầy đủ chất dinh dưỡng và thanh đạm ha. Nhất là nấm này nè. Và rau xanh ăn rất là tốt cho sức khỏe. Diệu Huệ chúc cô chú anh chị em và các bạn ứng dụng làm cái món ăn chay này ngon. Video hôm nay Diệu Huệ xin được dứt ở đây. Thân ái chào cô chú anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Diệu Huệ tiếp tục chia sẻ món ăn chay ngon.